Trang Anna là gái xinh từng nhận được nhiều sự chú ý trên khi công khai bóc phốt chàng thơ Trần Nghĩa vì lăng nhăng, phụ bạc. Sự việc sau đó chìm dần vì cả hai người trong cuộc đều im lặng và không tiết lộ gì thêm. Mới đây, dân tình đã phát hiện ra rằng Trang Anna đã có tình mới hậu những drama tình cảm. Chỉ đăng hai story sương sương thôi nhưng chỉ sơ qua là biết chàng trai này rất điển trai lại còn quyến rũ. Vậy nên, dân tình quyết mò ra xem info tình mới của Trang Anna là ai. Trang Anna từng dính lùm xùm tình cảm với Trần Nghĩa. Cô nàng đã có tình mới. Được biết, trai đẹp của Trang Anna có nickname là Re. Trên trang cá nhân, Re không công khai quá nhiều thông tin cá nhân nhưng dường như anh chàng là người Thái chứ không phải người Việt. Re sở hữu khuôn mặt điển trai, nam tính với nụ cười rất đi vào lòng người. Đặc biệt, vì đam mê tập gym nên anh chàng sở hữu thân hình rất dặm dỡ và cơ bắp. Re cũng rất thích cởi trần để khoa đôi vai Thái Bình Dương mà ai cũng muốn tựa vào nữa. Tình mới của Trang Anna điển trai, nam tính, đam mê tập gym nên thân hình rất săn chắc. Đặc biệt, anh chàng này từng có thời là một chàng trai khá gầy gò, khẳng khiu và chẳng có gì thu hút. Anh chàng đã có một màn dậy thì trên cả thành công để sở hữu vẻ ngoài rất gì và này nọ đấy. Không chỉ điển trai, Re còn rất yêu chiều bạn gái. Trên trang cá nhân, Re công khai nhiều hình ảnh kèm các sân ngọt ngào dành cho Trang Anna. Khi bạn gái ra ngoài mà mặc váy hơi rộng cổ một chút là Re cũng phải để ý ngay và bắt nàng phải cài kim băng vào cho kín đáo. Có lẽ sau mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Trần Nghĩa thì Trang Anna đã tìm được bến đỗ bình yên thật sự. Hy vọng cô nàng là bạn trai sẽ có một mối tình thật hin thi và ba lan xe nhé. Dành cho bạn gái nhiều lời ngọt ngào. Đăng ảnh bạn gái đầy tình cảm. Bờ vai Thái Bình Dương nhìn là muốn tựa vào. Vô thời trang đơn giản nhưng nam tính.